Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, khác hẳn với khung cảnh ảm đạm cách đây từ 1 cho đến 2 tháng trước, những ngày gần đây, chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam khá nhộn nhịp, kẻ mua người bán. Theo các tiểu thương tại chợ đầu mối này cho hay, giá heo hơi trong những ngày qua có xu hướng phục hồi rõ rệt, có những địa phương đã đạt 50.000 đồng trên 1 kg, tức là tăng từ 2 cho đến 3.000 đồng so với tháng trước. Thời điểm mà giá heo hơi xuống thấp, có những ngày chỉ đạt 45.000 đồng trên 1 kg. Anh Nguyễn Văn Thà, một thương lái tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam cho hay, trong ngày hôm nay tại chợ, mức giá bình quân từ 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Chợ không còn ảm đạm như những ngày trước nữa, tuy nhiên cũng tùy theo từng phiên. Hôm nào lượng heo về ít thì bán rất nhanh và giá tăng, hôm nào heo về nhiều thì ngược lại. Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Trinh, trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam cũng cho hay, hiện nay giá heo hơi đang trên xu hướng phục hồi, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, giá heo tăng sẽ kéo theo lượng heo về chợ nhiều hơn, đặc biệt heo từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, nên các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải cạnh tranh nhiều so với các doanh nghiệp chăn nuôi. Nếu so sánh với mọi năm thì mức giá hiện tại chưa thực sự cao và người chăn nuôi vẫn rơi vào cảnh thua lỗ, bởi hiện nay nhiều nơi vẫn dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Còn theo ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lũ, nơi có chợ đầu mối gia súc gia cầm lớn nhất ở thị trường miền Bắc cho hay, hơn một tháng nay, người dân địa phương hầu như không còn tái đàn nữa do giá đầu vào như heo giống và thức ăn chăn nuôi tăng cao. Theo ông Trung, mỗi con heo giống nặng 50 kg khi mua về có giá 4,5 triệu đồng sau khi mua cám viên về trộn với thức ăn đậm đặc là ngô, các loại rau, cá khô. Thời gian nuôi 3 tháng, hết 6 bao cám, mỗi bao lên đến 370.000 đồng. Và với giá bán xuất chuồng như hiện nay, cho dù mấy ngày qua có xuống phục hồi nhưng vẫn chưa bù lại so với giá thành chăn nuôi. Trước đó, nhiều hộ chăn nuôi hy vọng giá heo hơi tại Trung Quốc tăng, các đầu mối xuất khẩu tiểu ngạch có thể xuất khẩu được heo sống qua thị trường này. Giá heo hơi trong nước khi đó sẽ có xuống tăng theo. Trong 2 ngày qua, giá heo hơi tại Trung Quốc có xu hướng tăng bật, phổ biến trong khoảng từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, cao hơn hẳn so với giá heo Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay Trung Quốc chưa mở cửa cho heo sống Việt Nam nên giá heo ở trong nước khó có thể tăng theo hiệu ứng của giá heo hơi Trung Quốc. Trong khi đó, những đàn heo siêu nạc ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình hay là đối với tỉnh Hà Nam có mức giá bình quân từ 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn, đặc biệt là khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ và tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 45 cho đến 47.000 đồng. Những đàn heo xấu chỉ nhỉnh hơn 40.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên cũng không có sự biến động và hầu hết các địa phương này vẫn dưới 50.000 đồng trên 1 kg, cho dù các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đang có sự điều chỉnh giá. Ngay như một số địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, mức giá 46 cho đến 48.000 đồng cũng phổ biến nhiều hơn. Theo anh Nguyễn Văn Cường ở thôn Cây Si, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang cho hay, tại đình anh thường xuyên nuôi khoảng 1.000 con heo, gần một tháng nay giá heo thương phẩm được thương lái thu mua với mức giá 45 cho đến 47.000 đồng khiến gia đình anh đang rơi vào cảnh thua lỗ. Anh Cường tính toán do chủ động được nguồn cung con giống tại trang trại của mình nên đã giảm được một phần chi phí. Tuy nhiên với mức giá như hiện nay, trung bình một con heo một tạ trừ chi phí, gia đình anh xuất chuồng vẫn lỗ từ 3 cho đến 500.000 đồng trên một con. Giá heo thương phẩm xuống thấp nên anh và nhiều hộ chăn nuôi không dám tái đàn vì sợ càng nuôi lại càng lỗ. Các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay hầu như đi ngang. Một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày hôm nay phổ biến khung giá từ 45 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 47 cho đến 48.000 đồng phổ biến nhiều hơn ở các tỉnh thuộc khu vực này.
Trong khi đó, khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng có mức giá bình quân từ 48 cho đến 49.000 đồng. Ngay như Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng bình quân chỉ đạt 48.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, một số địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đều đang dưới 50.000 đồng. Và mức giá phổ biến ở các địa phương này là 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Cũng theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam có diễn biến tương tự, giá heo hơi trong ngày hôm nay phổ biến ở cả khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, dao động trong khung giá từ 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Số ít các địa phương ở khu vực miền Tây Nam Bộ có mức giá trên 50.000 đồng như khu vực Long An, Tiền Giang hay là đối với tỉnh Đồng Tháp. Ngay như tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay, nhiều nơi cũng chỉ báo giá từ 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Dòng heo đẹp thì có mức giá nhỉnh hơn một chút. Trong khi đó, tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá bình quân đạt 47 cho đến 50.000 đồng. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay. Hưng Yên có mức giá 46 cho đến 50.000 đồng. Ở Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên, các hộ chăn nuôi báo giá trong ngày hôm nay đạt 48.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình phổ biến mức giá 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay không có sự biến động, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 47 cho đến 49.000 đồng. Ở khu vực Thanh Miện của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay dao động 47 cho đến 48.000 đồng. Hải Phòng có mức giá 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 45 cho đến 48.000 đồng. Quảng Ninh có mức giá 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Nam Định 47 cho đến 48.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận ở huyện Yên Mô của tỉnh Ninh Bình, các hộ chăn nuôi báo giá 46 cho đến 47.000 đồng. Khu Kim Sơn cao nhất trong ngày hôm nay đạt 48.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Ninh, phổ biến dao động từ 45 cho đến 48.000 đồng. Phú Thọ có mức giá 43 cho đến 47.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ, những đàn heo đẹp có mức giá 46 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Xấu thì ở mức 43 cho đến 44.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay đạt 45 cho đến 48.000 đồng. Khu vực Bắc Giang có mức giá bình quân 47.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Khu vực Cao Bằng trong ngày hôm nay có mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay ghi nhận mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hà Giang phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Hòa Bình có mức giá 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên không có sự biến động. Gia Lai đạt bình quân từ 47 cho đến 49.000 đồng. Khu vực Kon Tum trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 48.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk dao động 48 cho đến 50.000 đồng. Khu vực Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay, một số hộ chăn nuôi báo giá dòng heo đẹp đạt 49.000 đồng. Những đàn heo xấu hơn có mức giá 46 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng và Đắk Nông đạt bình quân từ 47 cho đến 51.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Nam ghi nhận Đồng Nai có mức giá bình quân đạt 48 cho đến 50.000 đồng. Khu Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai, các hộ chăn nuôi báo giá heo đẹp chỉ đạt 50.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh 48 cho đến 51.000 đồng. Bình Phước trong ngày hôm nay đạt bình quân từ 48 cho đến 51.000 đồng. Khu Bình Long có mức giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg đối với những đàn heo đẹp. Bà Rịa Vũng Tàu dao động 49 cho đến 51.000 đồng. Bình Dương và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay có mức giá dao động 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, ghi nhận Sóc Trăng dao động mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Trà Vinh có mức giá 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Kiên Giang có mức giá bình quân 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Ở huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang, các hộ chăn nuôi báo giá heo đẹp phổ biến mức giá 51 cho đến 52.000 đồng. Xấu thì ở mức 49 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. An Giang, nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực An Phú có mức giá bình quân từ 49 cho đến 51.000 đồng. Khu vực Bạc Liêu phổ biến mức giá 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg.
Long An có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng, Vĩnh Long phổ biến mức giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Các hộ chăn nuôi báo giá cục Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long trong ngày hôm nay đạt bình quân 51.000 đồng. Cục Đồng Tháp trong ngày hôm nay báo giá dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre có mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Ở khu vực Mỏ Cánh Nam của tỉnh Bến Tre, các hộ chăn nuôi báo giá bình quân đạt 49 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Vĩnh Lộc ở tỉnh Thanh Hóa trong ngày hôm nay báo giá bình quân đạt 47 cho đến 48.000 đồng. Thạch Thành có mức giá 48.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An trong ngày hôm nay phổ biến khung giá từ 46 cho đến 48.000 đồng. Ở khu vực Tân Kỳ của tỉnh Nghệ An trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá 47.000 đồng. Hà Tĩnh dao động mức giá 45 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có mức giá bình quân từ 47 cho đến 49.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay dao động mức giá 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ ghi nhận, Đà Nẵng bình quân đạt 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương là Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi có mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Bình Định trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận khu vực Hòa Nhơn và Phú Cát của tỉnh Bình Định, các hộ chăn nuôi báo giá bình quân đạt 49.000 đồng. Phú Yên trong ngày hôm nay có mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.